Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Nguyễn Đức Chung tiết lộ những bí ẩn trong đảng. Liên quan những đồn đoán về Nguyễn Đức Chung, nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam đã đưa tin trên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên nay đã bị ẩn đi vì sự nhạy cảm của chủ đề này. Và chúng tôi giới thiệu lại để quý bạn đọc tham khảo. Bởi đằng sau những tin tức như vậy có thể là những nhân vật rất có thế lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tung ra. Một nguồn tin vừa cho hay anh Chung vẫn đang đi làm bình thường, ăn trưa căng tin tại Ủy ban Nhân dân thành phố, buồn và mệt. Hàng ngày Ủy ban Nhân dân vẫn bố trí xe đưa đón anh đến tập trung viết đi viết lại tờ khai, anh không ốm đau hay tự sát. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người mới ở đây đã bị tạm ngưng công tác 90 ngày vì liên quan đến những vụ án tham nhũng đang điều tra. Thu giữ tại nhà lái xe của anh gần 3 triệu đô la và gần 100 sổ đỏ chung cư chưa kịp bán, quan trọng là có cuốn sổ đã đưa tiền cho ai. Trong danh sách có hai ủy viên Bộ Chính trị, Lam Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Lam ở đây tức là Bùi Ngọc Lam. Lần này đường cùng anh Chung chơi rất tay, khai ra thế nhưng anh Chung chưa cung cấp bằng chứng. Anh Chung muốn bắn tin cho 7 Phúc và 6 Bình, tôi giữ bằng chứng các anh chỉ đạo và nhận tiền để đánh các đối thủ khác. Không cứu tôi là tôi tung hề hết. Nguồn tin chỉ có tính chất tham khảo vì vụ án đang điều tra và động chạm thượng cấp, có khi đúng sự thật nhưng chưa hoặc không được phép công bố. Tuy nhiên về mức độ giàu có, tiền bạc của Chung con thì cách nay vài năm, một số cán bộ chủ chốt của công an Khánh Hòa đã chỉ tay dâm gian. Chung con vừa vô Nha Trang tậu một lúc 3 tòa khách sạn, tổng cộng chi 620 tỷ đồng. Về danh sách nhận tiền, sổ đỏ của Chung con, mình biết rõ đám thanh tra Chính phủ và thằng Lam khi chúng vô ra Nha Trang tác nghiệp, bọn chúng đều là lũ cướp có môn bài. Đám Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng trước đây khá ngay ngắn, gần đây cũng biến chất rất nhiều. Và nhân chuyện cúng kiếng bằng sổ đỏ, căn hộ, lô đất, xin kể hầu với bạn. Có lần anh bạn từ Sài Gòn đi Quảng Nam, nơi anh có trang trại trồng cây bổ gió để tạo trầm hương, kỳ nam, ghé Nha Trang thăm con gái và rủ dê uống cà phê. Anh là người điềm đạm, ngay thẳng, ít nói nhưng tâm huyết. Trong lúc cà phê anh kể, hồi lãnh chúa Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh còn sống, hai người khá thân nhau. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng. Có lần, lão bá rủ anh đi Hà Nội. Lên máy bay, anh thấy dưới chân lão bá có cái túi sách, bèn nói, sao không đưa thằng thư ký, nó sách hộ, giữ chi cho lụm cụm vậy? Lão bá nói, hỏng được mô, thứ ni quan trọng. Anh bạn tò mò kéo phép mô tuya cái túi sách đấy, thấy toàn bìa giấy xếp chật cứng, bèn hỏi, cái gì đấy? Lão bá nói, sổ hồng đó, tức là đất Đà Nẵng, phân lô, đem cúng các quan ngoài, trung ương. Anh bạn vốn hoạt động phong trào sinh viên ở Đà Lạt trước năm 1975. Sau năm 1975, được cho ra Bắc học Nguyễn Ái Quốc và có thời gian được phân về tạp chí Cộng sản, nơi Bắc Trọng công tác. Cho nên anh với vợ chồng Bắc Trọng là chỗ thân tình. Lão bá biết chuyện, bèn rủ anh đi Hà Nội, mon men, tiếp cận cụ Tổng. Không biết cụ đốt lò xử lý vụ Chung con này có rốt ráo hay không, câu hỏi đặt ra. Và nhà báo Võ Văn Tạo đặt câu hỏi đã thay cho lời kết luận kể trên. Bình luận về những thông tin này, blogger người buôn gió tức ông Bùi Thanh Hiếu viết như sau. Nhà báo Võ Văn Tạo sống tại Nha Trang vừa công bố những thông tin rất khủng khiếp về nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông Tạo thì đây là tin từ bên trong dò rỉ ra. Theo thông tin này thì cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung không hề bị đầu độc như tin đồn. Ông Chung vẫn hàng ngày vẫn đến trụ sở để viết bản khai. Cũng theo tin này thì thế lực nào đó đã thu giữ ở nhà lái xe của ông Chung 3 triệu đô la. Ngoài ra còn sổ sách đã ghi đưa tiền cho hai ủy viên Bộ Chính trị. Nguồn tin chỉ đích danh Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình đã bị lưu giữ bằng chứng chỉ đạo và nhận tiền. Đây là hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Có rất nhiều điều đáng phải phân tích về nguồn tin này. Thứ nhất, những tin tức như vậy không thường xuất hiện ở một địa chỉ rõ ràng. Nếu nó được đưa ra từ nước ngoài thì mang tính chất khác, nhưng nó được đưa ra từ một Facebook có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng trong nước. Ngay trong khi luật an ninh mạng thắt chặt, nhiều người đã bị xử phạt vì những tin vu vơ, lặt vặt. Trong bối cảnh Ban Chỉ đạo 35 về quản lý thông tin của Bộ Công an, Ban Tuyên giáo đang kiểm soát ngặt nghèo mọi thông tin, thì thông tin nội bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam được đưa ra như vậy là một cú sốc thực sự. Có thể dễ dàng thấy ở Đại hội 13 này, những thông tin cung đình hay những bài viết bình luận phân tích về cung đình Cộng sản thưa thớt hơn Đại hội 12 rất nhiều. Những Facebook từng nổi tiếng ầm ĩ đưa tin dạng này trước kia, nay cũng im bặt. Thế nên việc thông tin dạng này đưa ra thời điểm này
có thể là bước ngoặt lớn của cuộc đấu đá cung đình Cộng sản Đại hội 13. Thứ hai là nguồn tin còn nói rằng mọi việc đang điều tra và dính đến thượng cấp. Như vậy có thể hiểu người ta đưa tin và cung cấp tin cho ông Võ Văn Tạo và bản thân người đưa tin không hề lo sợ việc ông Tạo bị bắt và khai ra mình. Có thể anh ta ở trong một thế lực lớn, việc điều tra nguồn tin ở đâu ra nằm trong quyền hạn của phe cánh anh ta. Bởi thế anh ta tự tin một cách ngạo nghễ như vậy. Và cứ theo nguồn tin thì chúng phải được đưa ra từ Bộ Công an, bởi việc thu giữ 3 triệu đô la và thông tin khác về việc điều tra đang diễn ra không phải Bộ Công an thì không thể là ai khác. Nói cách khác là nếu không phải tin do Bộ Công an đưa ra thì cơ quan an ninh đã gô cổ ông Võ Văn Tạo lại điều tra ai là người cung cấp thông tin này. Đây là hình ảnh nhà báo Võ Văn Tạo hiện đang sống tại Nha Trang. Giờ hãy đi sâu vào chi tiết của thông tin mà nhà báo Võ Văn Tạo đã đưa ra. Ông Tạo là một Facebook đấu tranh dân chủ nổi tiếng ở Việt Nam. Bản thân là nhà báo, ông có hiểu biết và nghiệp vụ khi đưa tin đến cộng chúng, cho nên những thông tin này cần nhiều điều phải bàn. Thứ nhất là ai đang giữ 3 triệu đô la Mỹ này? Cơ quan an ninh, cơ quan cảnh sát điều tra chăng? Việc thu giữ này đã được tiến hành đúng luật tố tụng hình sự hay không? Đã có giấy đồng ý của Viện Kiểm sát, đã có lệnh khởi tố vụ án hay chưa? Tại sao thông tin trên báo chí không nhắc đến số tiền này? Và việc đưa tên ông Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình nhận tiền của Nguyễn Đức Trung qua bằng chứng ghi chép sổ sách thu giữ tại nhà Trung sẽ được xử lý như thế nào? Thứ ba là ông Nguyễn Bá Thanh mang một cặp chật cứng bìa đỏ ra Hà Nội để hối lộ cho ai lúc ấy? Và thứ tư, tại sao đã đi khám xét thu giữ tài liệu hối lộ số lượng lớn ngoại tệ mà vẫn để Nguyễn Đức Trung hàng ngày từ nhà đến ủy ban như người làm việc bình thường? Nếu đã khám xét thu giữ bằng chứng, tang vật, tức là đã có lệnh khởi tố, khám xét, vậy mà không có thực hiện biện pháp ngăn chặn, lại để đi đi lại lại như vậy. Việc viết lời khai không thể tùy tiện để đương sự sáng đến nơi làm việc của mình viết, rồi tối lại về nhà. Từ những câu hỏi trên có thể hiểu rằng, những nguồn tin này được tung ra trên một địa chỉ rõ ràng, mục đích nhằm đẩy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình vào thế khó. Đây là hình ảnh nhân viên thân cận của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung đã bị bắt, trước đó bao gồm Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng. Nếu Nguyễn Đức Trung không bị kỷ luật, khởi tố, bắt giam thì rõ ràng hai ông này đã nhận tiền của Nguyễn Đức Trung. Còn nếu hai ông này cương quyết thực hiện việc bắt giữ, khởi tố Nguyễn Đức Trung thì sẽ mang tiếng là nhận tiền, bị thông tin tiết lộ ra ngoài, đành phải thí tốt để cứu danh dự của mình. Người ta sẽ đánh giá nếu hai ông trong sạch thì đã không để thông tin nhận hối lộ tuồn ra ngoài mới bắt giữ đối tượng. Như thế chỉ có cách tốt nhất cho ông Phúc và ông Bình là hai ông chấp nhận phương án Nguyễn Đức Trung đột tử chết vì bệnh lý nào đó. Tuy nhiên, nếu việc này như vậy thì có 3 triệu đô la ai đang giữ thì sẽ xử lý thế nào theo pháp luật? Chưa thể nhận xét được thông tin của Võ Văn Tạo đưa ra là bịa đặt, bởi như đã nói, trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường kiểm soát, chấn áp thông tin gay gắt như hiện nay, không dại gì một Facebook nổi tiếng, một nhà báo đang sống tại Việt Nam lại đưa tin như thế. Hơn nữa, thông tin Nguyễn Đức Trung đang nằm viện và chịu sự kiểm soát của an ninh rất khó kiểm chứng vì không ai có đủ điều kiện để chụp ảnh đang làm việc làm bằng chứng. Và việc Nguyễn Đức Trung vẫn đi làm bình thường, ăn trưa ở căng tin hàng ngày ở ủy ban, vẫn cho xe đưa đón rất dễ kiểm chứng và rất dễ chụp hình. Cho nên, dù đúng hay sai, thì thông tin này quả là đòn nặng ký giáng vào nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại thời điểm chuẩn bị quan trọng nhất cho nhân sự Đại hội 13. Đây là hình ảnh Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Nhưng nói gì thì nữa, mọi việc con đường dẫn đến thông tin này do gì ra ngoài đều liên quan đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Bùi Thanh Hiếu, một người thạo tin, nội chính và đưa tin khá chính xác từ những việc nổi tiếng như Trịnh Xuân Thanh, Trương Duy Nhất đưa ra nhận định như vậy. Còn cũng về ông Nguyễn Đức Trung, ông Bùi Thanh Hiếu phát biểu tiếp như sau. Các bạn mừng rỡ vì việc anh Trung con bị thịt vì lý do gì cũng được. Nhưng bảo là do tâm linh từ vụ đồng tâm thì các bạn không hiểu gì về bản chất vụ đồng tâm cả. Anh Trung không thể huy động Trung đoàn Cảnh sát cơ động trực thuộc Bộ Công an mang súng ống đang đêm đi tàn sát như vậy. Lệnh như thế phải có ít nhất từ hai ủy viên Bộ Chính trị trở lên mới quyết định được. Nói như các bạn thì những kẻ thủ ác ở đồng tâm rất mừng rỡ vì từ nay không ai oán chúng cả. Và có thể hiểu ông Bùi Thanh Hiếu đã ngụ ý rằng những âm mưu gian ác hành quyết người đảng viên Lê Đình Kình và bắt giam 30 người dân đồng tâm nay chuẩn bị xét xử thì không thể do Nguyễn Đức Trung chủ trương và thực hiện khi xét lại sự việc với góc nhìn tổng hợp. Ông Bùi Thanh Hiếu bình luận thêm như sau. Vụ anh Trung con bị đình chỉ 3 tháng rất phức tạp. Biên đánh anh Trung con muốn bỏ tù anh ấy mà chưa đủ chứng cứ trực tiếp, nhưng cũng loại được anh ấy ra khỏi chức vụ. Tuy nhiên thì sau 3 tháng mà không đủ chứng cứ để bắt thì tính sao? Chả lẽ lại phục hồi chức vụ hay cho đi đâu làm?
các hạ bộ thành tinh của ông Trọng đang tính cho anh Trung Con chết vì bệnh lý. Anh Trung Con giờ bị giam trong bệnh viện, chúng tiêm lúc nào là đi lúc đấy thôi. Nếu nhận tội gì đó để chúng bỏ tù, tự đắc chiến công của chúng thì may ra có thể sống. Nhưng rồi thời gian trong tù bọn chúng cũng giết. Ông Bùi Thanh Hiếu đã lạnh lùng đưa ra nhận định như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020 với bản tin Vụ Nguyễn Đức Chung tiết lộ những bí ẩn trong đảng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.